bắt người thân chịu thêm nghiệp. Hỏi: người Việt Nam của ta có phong tục là khi đến ngày chết của thân quyến và tổ tiên thì làm giỗ để tưởng niệm, nhưng họ lại tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, có khi lại sát sanh nữa, cúng toàn đồ mặn cho người đã chết. Lúc người chết còn xin tiền thích ăn gì là họ lại làm những món đó để cúng. Theo chú thì họ làm như vậy có ích lợi gì chăng? Người đã chết có hưởng được không? Có phải vô tình đã gây thêm tội nghiệp cho người đã chết, mà có khi người chết đã đi đầu thai trong lục đạo rồi, mà cúng dỗ có còn liên quan gì đến họ nữa không chú? Vì họ đã đi đầu thai rồi mà. Cúng cho bà nội cháu thì cúng đồ chay, còn làm đồ mặn cho con cháu ăn, và có mời vài người lại nhậu nữa. Theo chú thì sao? Ba mẹ cháu làm như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến vong linh bà nội cháu không? Theo chú, ngày giỗ nên làm gì để vừa có lợi ích cho người chết và người đang sống? Trả lời: thế gian thì việc này là chuyện thường, nhưng người hiểu Phật pháp thì nên cẩn thận làm đúng theo pháp mới tốt. Trong khuyên người niệm Phật tập 1 có bàn về vấn đề cúng giỗ, xin xem qua để biết thêm. Việc cúng giỗ có ảnh hưởng khá lớn đến vong linh người chết. Nếu lợi dụng ngày giỗ kỵ của người quá cố mà làm tiệc linh đình giết hại sanh vật để thất đãi, sẽ tạo thêm tội cho vong linh. Trong tội sát sanh, kinh Phật có nói: tự mình giết vì mình mà con vật bị chết, thấy người ta giết mà mình vui mừng, đều có liên quan đến tội này. Vì thế, chọn những ngày giỗ kỵ mà sát sanh hại vật thì vong linh ấy cũng liên can chịu tội. Nếu người chết còn bị kẹt vào chỗ nào đó chưa được đầu thai, thì mỗi lần con cháu giết hại sanh vật để cúng tế thì họ lại bị thêm tội. Vì nghiệp mà họ đang chịu trả báo nay bị con cháu gửi thêm nghiệp nữa, nghiệp sau chồng nghiệp trước, biết chừng nào trả cho xong, thật tội nghiệp cho họ. Người chết lúc sanh tiền thích sát sanh hại vật để ăn, đây là vì tham ăn mà tạo nghiệp ác. Chính vì tội sát sanh hại vật mà họ đang chịu nạn. Khi bị nạn rồi, họ đã biết nguyên nhân tại sao, họ rất ân hận. Nhưng đã quá muộn màng, họ đang rất tha thiết và âm thầm cầu xin con cháu thương họ mà tìm phương giải nạn cho họ. Để con cháu biết được đạo lý này thì nên làm lành. Những ngày cúng giỗ đều tổ chức niệm Phật tụng kinh, phóng sanh lợi vật để hồi hướng công đức. Ơn nghĩa này đối với họ lớn lao và quý hóa biết chừng nào. Nếu họ đã đầu thai rồi mà con cháu vẫn cứ giết hại chúng sanh để hồi hướng cho họ, thì họ vẫn bị ảnh hưởng chứ làm sao tránh khỏi. Ví dụ như một người chết đầu thai làm chó chẳng hạn, đây là vì ngu muội mà sanh vào loài súc sanh. Con chó vì thương con cháu trong gia đình nên sẽ trở lại trong nhà để phục vụ cho con cháu. Nếu người thân nhân biết làm thiện hồi hướng cho người đó, cầu cho họ dù đang ở trong cảnh giới nào cũng nương theo công đức này sớm tỉnh ngộ tu hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ lòng thành mà được cảm ứng, thì con chó đó có thể được hóa kiếp hay siêu thoát. Chứ con cháu không chịu làm thiện mà còn sát hại sanh vật đem cúng cho tấm hình đời trước của nó, rồi liệng xương cho nó ăn nữa, trớ trêu không? Thậm chí nhân ngày giỗ của chính nó trong đời trước, con cái lại bắt con chó đó làm thịt để nhậu nhẹt. Hãy nghĩ thử, oán nạn này sẽ dẫn tới đâu? Thân nhân đã biến thành oan gia trái chủ, tình thương đã biến thành hận thù đời đời kiếp kiếp, biết bao giờ mới giải tỏa đây? Vấn đề dỗ chay đãi mặn thì chẳng khác gì. Vì thật sự tiếng là dỗ chay, chứ dạy đĩa xào để trên bàn thờ, so với tràn ngập thịt cá trong bàn tiệc, thì mấy món xào trên bàn thờ chỉ là hình thức giả tạm, làm sao che lấp được sự thịt ê hề say sưa túy lưới. Hình thức trống rỗng, tâm ý giả tạo, có cảm thông được gì? Bắt người ta cắt cổ mổ ruột để nhậu trong ngày giỗ mà gọi là giỗ chay,
thật là trớ trêu, ngang ngạnh. Càng giả tạo, càng làm cho các oan hồn của những chúng sanh bị giết hại càng thêm hung hãn, càng thêm căm thù. Thù chất thêm thù, oán thù càng ngày càng khốc liệt. Trong bộ sách khuyên người niệm Phật, Diệu Âm cho đây là hành động trả hiếu quá kỳ quái của người thế gian. Ông bà đã dụng tu bị quả báo quá đau khổ, vì sát sanh hại vật nên họ chịu đủ mọi cực hình đau khổ trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp. Con cháu không tìm cách gỡ nạn cho ông bà, mà cứ chờ đến những ngày dỗ kỵ, đem máu thịt nhét vào mồm của ông bà để ông bà bị kết thêm tội sát sanh mới. Làm như vậy có khác gì ông bà bị nạn đang tìm cách ngoi lên thoát nạn, vừa mới ngóc lên một chút thì bị con cháu nện lên đầu một đạp cho chìm xuống lại trong cảnh đọa lạc. Trả hiếu gì mà kỳ vậy? Vậy thì người biết tu hành, những ngày dỗ kỵ ông bà nên làm chay thanh tịnh mới tốt, tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho vong linh, cầu xin vong linh sớm siêu sanh tịnh độ. Nên giảm chế các hình thức ăn nhậu say sưa, tuyệt đối đừng sát hại sanh vật, đừng nên lợi dụng ngày chết của ông bà cha mẹ mà giết hại sanh vật làm đám tiệc lên đình để trả ơn nghĩa thế gian. Nếu sơ ý, vừa tội nghiệp cho ông bà, vừa kết thêm nghiệp chướng cho chính mình, nhân quả này không dễ gì trả được đâu. Không những vậy, như ngày dỗ kỵ này, con cháu nên ăn chay, phóng sanh, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, cầu cho vong linh được tiêu nghiệp tăng phước. Chỉ cần nhang đèn, hoa quả với vài món tinh khiết để tỏ lòng thành kính. Nếu nhà nghèo quá thì chén nước lạnh trong sạch với hoa quả, một nén hương là đủ để thiết lễ tưởng niệm rồi. Cần chi đến hình thức linh đình mà bị khó khăn. Mời đồng tu đến tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức là tốt nhất, tiện nhất, đúng pháp nhất. Nên thành tâm khai thị, khẩn cầu vong linh sớm hồi đầu quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh cực lạc thì càng hay càng chánh pháp. Ngày dỗ kỵ mà làm được các điều thiện này thì được nhiều chư thiện thần ủng hộ gia trì. Nếu cứ sát sanh hại vật, làm việc sai với đạo pháp thì các vị thiện thần sẽ lánh xa. Đây là điều không tốt cho gia đình trong tương lai vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm ngày 5 tháng 6 năm 2009. Âm thanh lạ. Hỏi: A Di Đà Phật, thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Có cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Con vô phước bắt đầu niệm Phật từ khi mượn sách đó từ thư viện. Chắc chắn lời khoe của cô ta làm cho con sai lầm. Kể từ lúc nghe tiếng niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng trời mưa rất lớn. Nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bởi vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ, nó chính là ma chướng trên đường tu tập quá non kém của con. Xin giúp con. A Di Đà Phật. Diệu Hưng. Trả lời: người đã chứng đắc thì đã thấy rõ chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh là chính cái bản giác của mình thanh tịnh tịch diệt. Đã thanh tịnh tịch diệt rồi thì còn gì để hồ hởi nữa mà đi khoe ra ngoài. Ngài Tịnh Không nói, một khi khoe ra thì định lực tan biến hết. Tan biến hết tức là không có định lực. Không có định lực thì chứng đắc chỗ nào? Vì thế Diệu Hưng hãy giữ lòng khiêm nhường tu tập, cố gắng nghe theo lời tổ, lời chỉ dạy của chư hòa thượng cao tăng đại đức mà tu tập mới an lòng, trở nên hiếu kỳ mới tốt vậy. Tất cả đều do tâm mình tạo ra, hỗn loạn cũng do tâm, vui vẻ cũng do tâm, buồn bã cũng do tâm, yên tĩnh cũng do tâm, ồn ào cũng do tâm. Này Diệu Hưng thường nghe tiếng này tiếng nọ cũng do tâm. Vậy thì lấy tâm mà điều phục. Một là tâm đang lo sợ thì đừng lo sợ nữa. Một lần lo sợ thì có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát có đại nguyện cứu khổ cứu nạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: những hữu cấp nạn khủng bố, đáng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc khả thoát giả.
nghĩa là nếu ai có nạn tai khủng hoảng, lo sợ, thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài đến cứu cho, không có nạn nào là không hết. Hàng ngày, ngoài thời niệm Phật, nên phát tâm niệm thêm Bồ Tát, tin tưởng vững vàng như vậy thì tự nhiên hết bệnh. Khi hết bệnh rồi thì nhớ niệm Phật tu hành nhé. Khi tu hành phải nhớ rõ rằng mình còn nghiệp chướng sâu nặng, nhiều đời nhiều kiếp mê muội làm chuyện sai lầm, oan gia trái chủ nhiều lắm, thì đời này dù có niệm Phật được là nhờ thiện căn phước đức nào đó đưa đến. Đây là cơ duyên mình được Phật lực gia trì mà đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải niệm vài hôm là được chứng đắc đâu nhé. Chớ nên tự cao ỷ lại, chớ nên vỗ ngực cho là chứng đắc nữa nghe. Mỗi khi niệm Phật tu hành, ngay cả lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, đều phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Luôn luôn phải có lòng thành sám hối nghiệp chướng của mình, không được cống tao ngã mạn, không được cạnh tranh ganh tị, không nên nói người này xấu, người kia hư, đừng nên nóng giận kình cãi với ai. Tất cả nên bỏ qua hết, vui vẻ, thoải mái thì tự nhiên hết bệnh. Đó cũng chính là tu hành vậy. Đừng nên sát sanh hại vật, dù là muỗi, ruồi, kiến cũng không được giết chúng nhé. Phải có tâm từ bi rộng lớn như vậy mới được. Sám hối là không làm lỗi lầm nữa, ngày ngày niệm Phật để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải tỏa tất cả oán thù. Cứ hồi hướng mãi để giải lần chướng nạn. Cụ thể, đang nghe âm thanh gì đó, chưa chắc là xấu, cũng chưa chắc là tốt, xin giữ lòng bình tĩnh, không mừng, không sợ. Mừng cũng không tốt, mà sợ cũng không hay. Nếu đang niệm Phật thì cứ niệm Phật, lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Còn tất cả các hiện tượng khác, đừng để ý tới, hãy kệ nó đi. Chỉ biết rằng, khi mình niệm Phật thì có chư Bồ Tát gia trì, có chư Thiên Long hộ Pháp bảo vệ, mình sẽ an toàn không có gì e ngại. Phải tin tưởng vững chắc như vậy. Chúc an vui. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 6 năm 2009. Sợ ma. Hỏi: A-di-đà Phật, minh quang có một câu hỏi, xin chú Diệu Âm hoan hỷ cho. Nếu một người bị yếu bóng vía và thường sợ ma, thì có nên để họ tham gia vào cuộc hộ niệm cho người sắp lâm chung không? Xin cảm ơn chú. Trả lời: yếu bóng vía hay sợ ma thì nên niệm Phật nhiều. Niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà lại sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung, chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống dưới cảnh ma. Sống dưới cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ích gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật,
giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bao giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thế này thế nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó, hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma, vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn, linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến nhà cửa, khi chết dễ dàng đầu thai thành loài bàn xanh như con heo trong chuồng. Thân là heo mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính nể gì, khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ hớt hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết. Không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính tụng kinh niệm Phật, thắp hương đốt trầm mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật, khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt. Bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả. Vui quá! A-di-đà Phật, Diệu Âm
ngày 14 tháng 6 năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A Di Đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: Chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã ra đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là
rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì, khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Niệm Phật nhiều. Niệm Phật thực thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu, ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài.
Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra, chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà là sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác. Thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc, ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung, chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống dưới cảnh ma. Sống dưới cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma, thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ích gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bao giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thế này thế nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy, mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó, hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma, vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn. Linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến nhà cửa, khi chết dễ dàng đầu thai thành loài bàn sanh như con heo trong chuồng. Thân là heo mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính nể gì, khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết. Không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính tụng kinh niệm Phật, thắp hương đốt trầm mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối
máu thịt tanh hôi mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng, trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc, thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền rủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật. Khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 14 tháng 6 năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã ra đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống.
cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọn tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh
thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam độ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. A-di-đà Phật. Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngập, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn thì làm sao dám bảo đảm 100%.
Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành ức linh, lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật, thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền đất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc,
cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Bố thì ít mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã xa đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-La-Hán, đức chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng.
Nhưng ngày giỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi dực, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả bán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Là một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng, nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-La-Hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật, thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày giỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày giỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi dực, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Mình cúng dường mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày giỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày giỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi dực, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ
sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A Di Đà Phật.